thi thiên 125. Những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va khác nào núi Si-ôn không rúng động hằng còn đến đời đời. Các núi vây quanh giê ru sa thế nào, Đức Giê-hô-va vây phủ dân sự Ngài thể ấy từ dài cho đến đời đời. Vì cây gậy cả ác sẽ không được đặt trên sản nghiệp người công bình. Hầu cho người công bình không đưa tay ra về sự gian ác. Hỏi Đức Giê-hô-va, xin hãy làm điều lành cho người lành và cho kẻ có lòng ngay thẳng. Còn về những kẻ trở đi theo đường cong quẹo, Đức Giê-hô-va sẽ dẫn chúng nó đi ra chung với kẻ làm ác. Nguyện bình an dán trên Israel. Thơ thứ hai của Giăng Trưởng lão đặt cho bà được chọn kia cùng con cái bà mà tôi thật yêu dấu. Nào những tôi yêu dấu thôi đâu, nhưng hết thảy mọi người biết lẽ thật cũng yêu dấu nữa điều đó vì cớ chính lẽ thật ở trong chúng ta lại sẽ ở với chúng ta đời đời. Nguyện xin ân điển, sự thương xót, sự bình an bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giêsu Christ là Con của Cha được ở cùng chúng ta trong lẽ thật và sự yêu thương. Tôi có lòng vui mừng lắm mà thấy trong con cái bà có mấy kẻ làm theo lẽ thật, theo điều răng chúng ta đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Cha hỏi bà được chọn. Hiện nay, tôi khuyên bà không phải truyền một điều răng mới, nhưng nhắc lại điều chúng ta đã nhận lãnh từ ban đầu. Ấy là chúng ta phải yêu thương nhau. Và sự yêu thương là tại làm theo các điều răng của Đức Chúa Trời. Đó là điều răng mà các ngươi đã nghe từ lúc ban đầu, đã làm theo. Trong thế gian, đã rải nhiều kẻ dỗ dành, là kẻ chẳng xưng Đức Chúa Giêsu Christ lấy xác thịt mà đến. Ấy đó thật là kẻ dỗ dành, và kẻ địch lại đấng Christ. Chính các ngươi hãy giữ hầu cho khỏi mất kết quả của công việc mình, nhưng cho được phần thưởng đầy đủ. Hễ ai đi dông dài, chẳng bền lòng theo đạo đấng Christ thì người ấy không có Đức Chúa Trời. Còn ai bền lòng trong đạo ấy thì người đó có Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Nếu ai đến cùng các ngươi mà không đem đạo ấy theo, thì chớ rước họ vào nhà và đừng chào hỏi họ, vì người nào chào hỏi họ, tức là dự vào công việc ác của họ. Ta còn nhiều điều muốn viết cho các ngươi. Ta không muốn viết bằng giấy và mực, nhưng ta ước ao đi thăm các ngươi và đối mặt nói chuyện cùng nhau, hầu cho sự vui mừng của chúng ta được đầy dễ. Con cái của chị em bà là bà được chọn kia. Chào thăm bà. Chương 28 cũng năm ấy, lúc sê kia vua giu bắt đầu trị vì. Tháng 5 về năm thứ tư, Hanania, con trai Asua, tiên tri ở Gabaon, nói với tôi trong nhà Đức Giê-hô-va trước mặt các thầy tế lễ và cả dân sự rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy. Ta đã bẻ ách của vua Babylon trong hai năm trọn, mọi khí mạnh của nhà Đức Giê-hô-va mà Nebuchadnezzar vua Babylon đã cất đi khỏi chỗ này và dời qua Babylon, thì ta sẽ lại đem về trong nơi này. Đức Giê-hô-va phán, ta lại sẽ đem dê con trai giê hô kim vua giu và mọi người giu bị bắt làm phu tù qua Babylon cũng đều trở về trong nơi này nữa, vì ta sẽ bẻ ách của vua Babylon. Bây giờ tiên tri Jeremy đáp cùng tiên tri Hanania trước mặt các thầy tế lễ và cả dân sự đang đứng trong nhà Đức Giê-hô-va. Tiên tri Jeremy nói rằng, Amen. Nguyện xin Đức Giê-hô-va làm như vậy. Nguyện xin Đức Giê-hô-va làm những lời ngươi đã nói tiên tri, đem những khí mạnh của nhà Đức Giê-hô-va và hết thảy những kẻ phu tù từ Babylon trở về trong chốn này. Dầu vậy, hãy nghe lời tôi nói vào tai ngươi và vào tai cả dân sự rằng, Các tiên tri ở trước tôi và trước ngươi, từ xưa đã nói tiên tri về giặc giả, tai vạ và ôn dịch cho nhiều xứ và các nước lớn. Nếu tiên tri nào báo sự bình yên mà lời mình được ứng nghiệm, thì sẽ biết tiên tri đó là thật bởi Đức Giê-hô-va sai đến. Tiên tri Hanania bèn cất cái ách khỏi cổ tiên tri Jeremy và bẻ đi. Đoạn Hanania nói trước mặt cả dân sự rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy. Trong hai năm ấy ách của Nebuchadnezzar, vua Babylon khỏi cổ mọi nước như vậy. Tiên tri Jeremy bèn đi. Sau khi tiên tri Hanania đã cất cái ách khỏi cổ Jeremy, thì có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Jeremy như vậy. Ngươi khá đi nói với Hanania rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy. Ngươi đã bẻ ách bằng xăng, xong làm ách bằng sắt mà thế lại vì Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy. Ta đã để ách bằng sắt trên cổ mọi nước này, đặng chúng nó phải làm tôi Nebuchadnezzar vua Babylon. Và chúng nó phải làm tôi người, và ta đã ban các loài thú đồng cho người nữa. Đoạn tiên tri Jeremy nói với tiên tri Hanania rằng, Hỡi Hanania hãy nghe, Đức Giê-hô-va chưa hề sai ngươi, nhưng ngươi làm cho dân này trông cậy sự giả dối. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ đuổi ngươi khỏi mặt đất, năm nay ngươi sẽ chết vì đã nói ra sự bản nghịch Đức Giê-hô-va. Cũng năm ấy tháng 7 thì tiên tri Hanania chết. Chương 29. Này là lời thơ của tiên tri giê từ thành Giê-ru-sa-lem gửi cho các trưởng lão hiện còn bị phu tù cùng cho các thầy tế lễ, các tiên tri và cả dân mà vua Nebuchadnezzar đã bắt từ Jerusalem điệu về Babylon. Sau khi vua Jeconia, Thái hậu, Hoàng quan, các quan trưởng của Juda và Jerusalem, thợ nghề và thợ rèn đã đi khỏi Jerusalem rồi. Thơ này gửi bởi tay Eleasa, con trai Shaphan và Gemaria, con trai Hinh-kia, là hai người mà Sê-đê-kia vua Juda sai sang Babylon chầu Nebuchadnezzar vua Babylon. Thơ như sau này. Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán cùng những kẻ mà ta đã khiến bị bắt làm phu tù từ Jerusalem qua Babylon như vậy. Hãy xây nhà và ở, hãy trồng vườn và ăn trái, hãy lấy vợ đẻ con trai và con gái. Hãy lấy vợ cho con trai, gả chồng cho con gái, hầu cho chúng nó đẻ ra con trai và con gái số các ngươi khá thêm nhiều ra ở đó và đừng kém đi. Hãy tìm sự bình an cho thành mà ta đã khiến các ngươi bị đày đến làm phu tù. Hãy vì nó cầu nguyện Đức Giê-hô-va, vì sự bình an các ngươi nhờ sự bình an của nó. Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy. Chớ để cho các tiên tri ở trong vòng các ngươi và các thầy bói lừa dối các ngươi. Cũng chớ nghe những điềm chim bao mà các ngươi thấy vì chúng nói nhân danh ta mà nói tiên tri giả dối cho các ngươi. Đức Giê-hô-va phán, ta chẳng hề sai chúng nó. Và Đức Giê-hô-va phán như vậy, khi 70 năm sẽ mãn cho Babylon, ta sẽ thăm viếng các ngươi, sẽ làm trọn lời tốt lành cho các ngươi, khiến các ngươi trở về đất này. Đức Giê-hô-va phán, vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Bây giờ, các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ cho các ngươi tìm được ta và sẽ đem những phu tù các ngươi trở về. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước và mọi nơi mà ta đã đuổi các ngươi đến và sẽ đem các ngươi về trong đất mà ta đã khiến các ngươi bị đày đi khỏi đó. Các ngươi nói rằng Đức Giê-hô-va đã dấy lên các tiên tri cho chúng ta tại Babylon. Cho nên, Đức Giê-hô-va phán như vậy về vua đang ngồi trên ngai David và dân cư thành này. Cũng phán về anh em các ngươi là những kẻ không bị đem đi làm phu tù với các ngươi. Vậy, này là lời Đức Giê-hô-va vạn quân phán. Này, ta sẽ sai gươm dao, đói kém và ôn dịch đến trên chúng nó, sẽ khiến chúng nó giống như những trái vả xấu xa này, xấu đến nỗi người ta không thể ăn được. Ta sẽ lấy gươm dao, đói kém và ôn dịch đuổi theo chúng nó, sẽ phó chúng nó bị ném đi ném lại giữa mọi nước thế gian, làm sự rủa xả, gỡ lạ, chia cười, hổ nhuốc giữa mọi dân tộc mà ta đã đuổi chúng nó đến. Đức Giê-hô-va phán: đó là vì chúng nó không nghe lời ta. Khi ta đã dậy sớm sai đầy tớ ta là các tiên tri, lấy lời đó đến cùng chúng nó, nhưng các ngươi chẳng khứng nghe. Đức Giê-hô-va phán vậy. Cho nên hỏi các ngươi, là những kẻ phu tù mà ta đã sai đi từ Jerusalem qua Babylon, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy về Ahab, con trai Kolaya và về kia con trai Maaseya, là những kẻ nhân danh ta nói tiên tri giả dối. Này, ta sẽ phó chúng nó trong tay Nebuchadnezzar vua Babylon, người sẽ giết chúng nó trước mắt các ngươi. Mọi người Juda bị làm phu tù tại Babylon sẽ lấy hai người ấy làm câu nguyền rủa mà rằng: Nguyền xin Đức Giê-hô-va làm cho ngươi cũng như sê kia và Ahab mà vua Babylon đã quay trong lửa vì chúng nó đã làm sự dại dột trong Israel, đã phạm tội tà dâm với những vợ người lân cận mình và đã nhân danh ta rao truyền lời giả dối mà ta chưa hề khiến rao truyền. Đức Giê-hô-va phán: Ta là Đấng biết và làm chứng. Ngươi cũng khá nói về Shemaia ở Nehelam rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Ngươi đã lấy danh mình gửi thơ cho cả dân cư Jerusalem cho Sophoni, con trai Maaseya làm thầy tế lễ và cho mọi thầy tế lễ rằng Đức Giê-hô-va đã lập ngươi làm thầy tế lễ thay cho Giê-hô-ya-đa là thầy tế lễ, đặng có người coi sóc trong nhà Đức Giê-hô-va. Hễ người nào điên dại xưng mình là tiên tri thì bắt lấy cùng và gông lại. Vậy thì làm sao ngươi không trách giê ở Anatot là người xưng mình là tiên tri cho các ngươi dường ấy? và chính nó đã gửi lời đến Babylon nói cùng chúng ta rằng sự bị phu tù còn lâu ngày, hãy xây nhà và ở, hãy trồng vườn và ăn trái. Thầy tế lễ Sophoni đã đọc thơ này vào tai tiên tri Jeremy. Bây giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Jeremy rằng hãy sai nói điều này cho mọi kẻ bị phu tù rằng Đức Giê-hô-va phán về Shemaya ở Nehelam như vậy vì Sê-ma-gia đã nói tiên tri cho các ngươi mà ta chưa hề sai nó và nó đã làm cho các ngươi nhờ cậy sự giả dối. Nên Đức Giê-hô-va phán như vậy. Này, ta sẽ phạt Sê-ma-gia người Nehelam và dòng dõi nó nữa. Về dòng nó, sẽ chẳng còn có ai được còn ở giữa dân này. Chính mình nó cũng sẽ chẳng thấy sự lành ta sẽ làm cho dân ta. Vì nó đã nói ra sự bạn nghịch Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán vậy.